Bán đất bề ngang 45 m, bề dài 70 m, giá 1,2 tỷ. Ủa đất đâu rẻ dữ trời. Ở dưới chân núi Bà, Tây Ninh. Trời đất ơi, chỗ này rẻ rồi phải rồi. Bán đất quận 7, khu này được à, có lý à. Mở nhà hàng được, bề ngang 20 m, bề dài 35 m, với giá 8,5 tỷ. Quận 7 mà chỗ nào mà có giá có hợp lý quá vậy ta. Chiều nay đi coi cái miếng đất này coi. 7 tỷ mấy thì có được, cũng được. Chiều nay dẫn bà Tám đi coi mối này là có lý à. Ủa sao sáng giờ ế quá, không có khách khứa gì hết trơn cái trọi vậy trời. Sao? Dạ. Mới nói có liền. Hên, bữa nay hên. Dạ, từ từ. Lê. Dạ, từ từ, từ từ. Dạ, tới rồi. Lệ lên. Sáng gặp đây, dạ, đỡ. Dạ. Nhanh, nhanh, nhanh. Dạ, từ từ anh. Dạ, dạ, em tới rồi. Lệ lên. Dạ, em tới, tới, từ từ. Lệ lên. Không kịp đề mái luôn. Đi đâu? Lên tôn đâu? Dạ, lên tôn gần đây nè. Đây, ngã tư này, quẹo qua tới rồi. Thầy không? Dạ, thiệt. Thầy đi. Dạ là em mà nói láo á, cho về vợ em bệnh nặng nằm bệnh viện á. Thầy ác là lôi vợ ông vô đây vậy? Không phải, nhà em nghèo mà vợ em nằm bệnh viện, em có đóng tiền bệnh viện tốn tiền vậy. Mà đường lên tôn gần đi thầy không? Dạ leo lên đi, lên đi, lên, lên. Ở đâu? Đây là tôi chạy chưa tới 2 phút tới ngã tư này, tôi quẹo bật rồi. Quẹo đang cái tới phải không? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Hỏi thăm đường. Trời 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 trời. Hỏi thăm đường bắt tôi thầy đó trời. Thầy không? Sam. Dạ. Nhanh lên giùm em, gấp lắm. Dạ dạ dạ, chờ chút. Lên đi anh ơi, gấp giờ còn có 5 phút nữa đó. Dạ biết rồi chị, chạy 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 chút, chạy chút. Nhanh 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 chân lên, nhanh tới chân liền, lên. Tới liền đây, tới liền đây. À. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu? Sân bay, sân bay. Sân bay phải không? Ừ. Rồi rồi sân bay, gấp đây, không? Đây đây gấp lắm, gấp lắm. À rồi rồi, lên 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 lên. Lên lên lên. Đây sân bay nhiều. Dạ 8,5. Cái gì mắc vậy? Trời ơi gấp mà tôi chạy gấp cho chị thôi chứ. Thôi được rồi, được rồi. Còn thôi. Tiền bạc không thành vấn đề. Ôm đi, ôm đi. Trời ơi tôi chạy. Ê chưa, anh coi giùm tôi mấy giờ rồi? 8 giờ. Cái gì? 8 giờ rồi hả? Ờ. Trời đất ơi. Trời chạy hả? Trời ơi, mới có 8 giờ hả? Dạ. Trời ơi, tôi ngủ quên, tôi tưởng 10 giờ rồi đó. Không sao, cứ chạy xíu tới liền. Đừng lo vậy, đừng ôm đi, ôm đi. Còn sớm dữ vậy hả? Còn sớm. Còn sớm? Dạ dạ. Dạ thôi. Hả? Cảm ơn anh. Tôi đi bộ được rồi. Uống anh nè, đang uống mặt anh nè. Trời ơi, mặt đâu mà. Mở mắt ra coi. Quay. Trời ơi. Ủa đi để cái chân này vậy. Quay sao xuống nó dưới hay vậy. Lạ quá. Nhà tao vô đây, vô giới thiệu. Dạ. Không em về. Trời ơi. Trông nào. Gầm vừa thôi chui được. Ở đâu ở đâu. Tủ. Sao sao. Biết không vô chung cái nhà đây là đâu đây trời ơi sao dư cái mặt kia trời dư cái mặt đây đúng sao dư cái vỏ trời ơi lội cái mặt chùm lên chùm lên ổng kiểu ổng có biết miếng đây là phòng ngủ của tao. Phòng ngủ mày quá lộn lại. Đây là vợ tao. Vợ mày? Mày người nằm bên trong ghế bên là tao. Mày hả? Mày mày bắt tay cái coi. Rồi giờ mày ngủ ha. Dạ. Mày tao đi về. Ngủ ngon tao về. Dạ dạ khỏi tiếng, khỏi tiếng. Đi gói của anh đâu? Trên đầu anh á. Phải không? Ui cha, sao đau, cứng quá vậy? Tại ông xỉn quá, thấy nó cứng chứ, nó mềm xèo à. Dạ. Xin lỗi em nha, em ngủ ngon nha. Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ủa sao anh với em mà ta sáo quá chân vậy? Ông xỉn hả? Ông đếm lại coi. Sáu cái mà sao mà xỉn hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thấy chưa? Sáu đâu sáu? Sáu cái. Ngoại tình mà. Không. Anh cứ leo xuống giường anh đếm lại coi. Tôi mà leo xuống đếm lại là sáu cái và chết với tôi nữa. Chưa bao giờ tôi say đâu. Đừng tôi say à, tôi đem đủ là bà chết với tôi. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Ừ, hai người bốn quá chân đủ à. Ủa em mày. Am mà am thơm tham. Am mà am lợm lam tham lam. Ê mày. Ôi giận gì. Này. Giỡn chơi xíu mà. Ê mập. Giỡn kỳ. Mập nó nghe nè. Cái gì? Gì đinh? Mày nói tao đinh. Ừ mày cũng đinh. Tao đinh 5 phân đẹp hơn mày mà đinh có 2 phân. 2 phân dễ dễ thương. Mày muốn nó đinh, tao cất nguyên thùng đinh vô. Rồi hết đinh. Được chưa? Ê mập. Gì? Cái điều này mà tao muốn hỏi mày. Hỏi đi. Nhưng mà 20 năm rồi tao mới suy nghĩ, giờ tao muốn hỏi mày. Ừ thì mày cứ hỏi đại đi. Nè. À, ví dụ mày đang đi trên đường. Ừ. Mày gặp hai cái túi. Ừ. Một cái túi tiền và một cái túi trí khôn. Mày sẽ lấy túi nào? Tính lừa tao hả mày? Lừa gì? Mày nói là nếu mà tao đi trên đường tao gặp hai cái túi, một là túi tiền, hai là túi trí khôn, đúng không? Nếu mà tao chọn cái túi tiền á thì mày sẽ cho tao là một người tham tiền, tham lam, nói chung là quá tham, đúng không? Nói cho mày biết, tao sẽ chọn túi trí khôn. Suy nghĩ kỹ chưa? Quá kỹ. Túi trí khôn. Ừ. Bởi vậy ta nói đâu có sai. Nói gì? Thường ta thiếu cái gì là người ta lấy cái đó. Đi ơi, hù cái gì đây nè. Trời đất ơi, mày đi đâu mà lâu dữ vậy mày? Trời cái gì đâu lâu, đã sẵn ra chợ rồi phải ăn hàng chứ tía. Con ghé qua bà Hai ăn có 2 tô bún bò. Cái ghé qua bà Tư quất 5 cái trứng vịt lộn rồi ăn thêm 2 lượt é là về tới nhà mà tía la gì tía la ông sầm mà. Xong con gom hết ngoài chợ ăn hết luôn đi. Tính ăn rồi mà hết tiền. Đừng có nói là mày ăn hết tiền thịt bò tao luôn đi nha. Không có, trời ơi cái nào công chuyện là công chuyện, cái nào ăn hàng là ăn hàng chứ. Đâu bà đâu. Ăn hàng á là cái tiền con quýnh đề. Thắng không ăn hàng. Còn tiền tôi đi mua thịt bò đây, tèn tèn tèn, 1 ký thịt bò. Con mua của ai vậy? Bà Tư Béo á. Của ai? Dạ bà Tư Béo. Chết cha rồi con ơi. Sao, sao con mua của bà? Sao vậy tía? Trời ơi thịt thiếu gì chỗ sao đi mua của bà Tư Béo. Trời ơi bà Tư Béo nào giờ nổi tiếng là đàng hoàng. Mất 300 gram. Có đâu không có đâu. Hồi nào giờ bà Tư Béo nổi tiếng là bán hàng rất là đàng hoàng, cân rất là đúng. Đây nè tía nói cái tai của tía rất là chính xác. Cái này mất 300 gram. Có đâu nào giờ bà cân đủ lắm mà. Cái cân bà bữa nay hư rồi. Dạ. Bà mượn cân của tía. Hả? Em ơi, mẹ vào lòng anh, má kề gần nhau ta nhắc chuyện ngày qua cho mỗi chuyện đậm đà. Alo, ai đó? Dạ Cẩm Hương nè. Ai đó? Hả? Ai vậy? Không trả lời vậy? Nói đi. Ai vậy? Ai ở bên đó? Ai? Ai ở bên đó nói đi. Tôi. Ủa? Ủa anh đó hả? Không. Khỏe. Dạo này anh làm ăn sao rồi? Tốt. Rồi vợ con anh sao? Lúc này sao?
chưa có vợ. Xạo à? Anh mà chưa có vợ là anh xạo á. Anh không có vợ, anh gạt em á. Nhìn tướng anh là biết mấy đứa con rồi. Anh ở bển có lạnh lắm không? Lạnh không? Mát mát à. Lạnh quá rồi, qua đây đi. Dạo này em vả quá à. Qua với em đi, hả nha. Cứa đi. Trời ơi, tiền có tiền bạc gì nói ba chuyện đó. Đem không mà. Qua nha. Cứa đó nha. Quét ai nó bẹt tôi lắm á. Qua liền nha. Qua liền nha. Qua liền. Má, má, má ơi. Má làm gì vậy? Tôi qua. Tôi kêu qua nào, tôi đang nghe điện thoại chứ bộ. Thôi đó. Cô nhìn con chứ. Cô lạ quá. Làm gì ngồi đây hát la 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 vậy? Về uống thuốc đi. Sao ngồi đây? Không về phụ má con bán đi. Ủa má con bán cái gì con phụ? Thấy chưa? Con lạ lắm rồi. Nghĩ sao con hỏi cô đó. Má con bán đồ sida mà. Nhớ chưa? À, nhớ rồi. Mà tại vì má con bán cũng như không bán vậy đó. Cho nên con ra đây con chơi luôn. Bán như không bán hả? Ủa là sao con? Để con nói cái này con mới hiểu. Con phải bình tâm con mới hiểu nha. À. Ngày hôm trước bắt được một cái quần. À. Ngày hôm qua không bán được cái nào. Ừ. Còn ngày hôm nay còn tệ hơn ngày hôm qua nữa. Thấy chưa, con lạ lắm trời. Trong con nói của con nó có ẩn trước cái điều nó lạ lùng lắm con. Ngày hôm trước bán được cái quần. Ngày hôm qua không bắt được cái nào. Ngày hôm nay còn tệ hơn hai ngày trước. Đúng rồi. Không lạ là cái gì? À, tại cô không hiểu. Tại vì á, ngày hôm trước bắt được một cái quần. Ờ. Ngày hôm qua không bán được cái nào. Ờ. Còn ngày hôm nay còn tệ hơn ngày hôm qua nữa. Con lạ nữa. Bởi nay con sao á? Con rất là lạ nha. Con nói xạo á. Ngày hôm trước bán được cái quần, phải không? Đúng rồi. Ngày hôm qua không bán được cái nào. Đúng. Ngày hôm nay còn tệ hơn hai ngày hôm trước. Không lạ là gì? Trời ơi, vậy là cô không biết rồi. Cái ông mà mua cái quần ngày hôm trước tới chả không phải là còn hơn ngày hôm qua chứ là sao nữa. Con gái của ba. Cuối cùng con đã lớn rồi, thấy không? Dạ. Cũng tính chuyện lập gia đình nhá. Ba chỉ ao ước một điều á, là con làm sao kiếm được một người chồng nào đó mà xứng với con ha. Rồi tổ chức đám cưới thật là linh đình. Ba nhìn thấy hai con hạnh phúc, ba chết ba nhắm mắt mới xuôi được. Mai con lấy chồng. Hả? Con muốn ba chết sớm vậy hả? Đâu có. Ba lo lắng chi xa mệt quá. Nhưng mà con nói thiệt nha, tuần sau con lấy chồng á. Tuần sau? Sao lẹ quá vậy? Hả? Ba không nghe ta nói hả? Sao? Lấy chồng phải lấy liền tay chứ để lâu ngày nó ế chồng mới chê. Sao mà ế được. Nhưng mà nè con yêu, cái thằng mà sắp sửa làm chồng con đó, coi như hiện nay nó là người yêu của con á, nhà cửa nó là sao con? Ở trọ. Hả? Ở trọ? Dạ. Nó có xe hơi không? Có. Đó, dĩ là ba thích đó. Xe hơi là đàng hoàng lắm phải không? Dạ đúng rồi, mà là tài xế. Hả? Tài xế xe hơi? Ừ. Nhìn nó có xe Honda không? Không. Chứ đi xe gì? Xe đạp. Hả? Ở trọ đi xe đạp. Ừ. Vậy ba má nó làm nghề gì? Bán muối. Ừ, bán muối cũng được. Bán muối yacht hả? Có nghĩa là chết đó. Hả? Mồ côi không? Mồ côi cha mẹ. Đúng rồi. Không nhà, không xe. Thôi con, không. Con đừng nên lấy thằng này con. Anh nghèo nhưng mà anh giàu tình cảm. Ôi con phải nhớ điều nè. Ở đời con phải sống tích đức, tích phúc nè, phải không? Người ta đã khổ tận cùng rồi, phải không? Con hãy tha cho người ta đi. Lấy người ta khổ thêm tội nghiệp. Ủa làm sao? Có nghĩa là đừng lấy nó, tội nghiệp cho nó con. Đại ca, hôm nay đứng canh rồi hả? Trời ơi, bữa nay mặc đồ sang trọng quá ta. Trời
Bà không biết ai mệt không chứ tôi muốn mệt quá nè. À, gì vậy Tía? Tía đi mới có một chút cơ. Ồ, Tía. Gì? Tía mua kẹo ăn ơi. Mua kẹo ăn thì xứng răng. Vậy con ăn bánh. Ăn bánh sao ăn cơm? Vậy con ăn chè. Ăn chè tốn tiền. Ăn xôi. Xôi cũng vậy. Bà biết. Gì cũng thế. Ăn gì không con tao. ăn hoài. Cái tướng à, mấy tuổi mà bự lớn vậy đó. Con sẽ bị béo phì, con sẽ không có sức mạnh như mấy cái chú này, biết không? Trời ơi, vậy tí không biết rồi. Con hả, con khỏe lắm á. Tướng con vậy mà con mạnh nhất lớp luôn á. Con khỏe nhất lớp? Đúng rồi, thầy giáo chủ nhiệm công nhận luôn á. Đó, tất cả mọi thứ chỉ có cái này là con giống tí hồi nhỏ thôi. Đúng rồi. Hồi nhỏ tí cũng được khen là khỏe nhất lớp. Đúng rồi. Người ta nói, hổ phụ sinh hổ tử. Chó dữ sanh chó lai. Mà khỏe thế nào con nói cho Tía nghe coi. Trời ơi, thầy giáo nói vậy nè ha. Sao? Em rất là giỏi. Em hả, em khỏe mà tới nước em kéo nguyên cả lớp tụt cái đằng sau luôn á. Trời ơi, nó khỏe, thằng quái, thằng quái. Trời ơi, dễ thương quá, đáng yêu quá. Uống nước đi, đang uống nước đây. Yêu quá nè, uống nước đi cưng. Đó, vậy mới được chứ. Ừ, ngoan nha, ngoan. Cô ơi, cô cho con mấy đồng đi cô. Sáng giờ không có gì vô bụng con đói quá à. Đi chỗ khác. Mày nè. Hôi quá, lát hồi cho tao nhảy mũi bây giờ, đi chỗ khác. Ôi cô ơi, trời ơi, con trẻ bụng coi mà cô. Trời trời mưa gió sáng, con đâu có xin. Ê không, mày thấy cái mặt nó dữ không, không có chịu. Thôi đừng giận nha, Thôi đi con, đi chỗ khác đi. Ê, nhóc. Dạ. Nó có trò chơi này cho mày chơi không? Bây giờ đó mày kêu chó của tao á bằng 3 đi, tao cho mày 10 ngàn. Sao cô ác quá vậy? Tao thích vậy đó, giờ tao có tiền, tao có quyền. Chơi không? Muốn chơi thôi, đi chỗ khác chơi. Dạ hư ba. Đó, thấy không? Im re liền, thấy không? Đó, để lấy cầm ly nước đi, lấy tiền kìa cho. Ê, đừng uống nha. Nước của chó nha. Uống như mắc câu lát hồi mày uống, chó tao lây bệnh tội nghiệp nè. 10 ngàn. Rồi, đi chơi đi. Ê, nó gừ, nó không chịu, nãy chua nó giận nè. Bây giờ kêu ba mà kêu 10 lần đi, tao cho 100 ngàn. Dạ hư ba, dạ con chào ba, con cảm ơn ba, trời ơi con lại ba. Nhà của ba mà chiều nay con no, dạ cảm ơn ba nhiều lắm, dạ thương ba, con lại ba luôn á ba. Trời ơi, công nhận á, tao khoái chơi trò chơi thì ghê vậy, 10 lần đúng rồi phải không nè, cho 100 ngàn nè. Con chào mẹ con đi. Nó kêu đây là ba, bà kêu tôi là mẹ. Ý nói tôi với con chó là hai vậy. Thằng con quỷ nhỏ. Thằng Vương Anh dễ sợ không? Thằng quỷ chó. Trời ơi Linh ơi, em tới liền đi Linh ơi. Chị đang chờ em nè Linh. Em ở đâu vậy Linh? Em hứa với chị là giờ này em tới mà sao em chưa tới vậy Linh? Giang. Ủa cưng. Trời ơi làm gì em đang ở nhà gọi điện ra gấp dữ vậy? Trời ơi chị đợi em lâu quá. Chị buồn, chị khổ lắm Linh ơi. Trời sao vậy, có chuyện gì bình tĩnh đó em nghe coi, chuyện gì? Thằng chồng của chị nó có bồ nhí. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Chồng có bồ nhí tôi lại gì nhảy đông động lên vậy. Trời đất ơi. Em là chồng em, có bồ hà rần nó em có nói tiếng nào đâu. Gì kỳ vậy trời. Mà em nói chị nghe cái tật của chị nha. Chị á, chị hay ghen bóng ghen gió lắm á. Vì này chị có phát hiện gì không mà chị ghen? Trời ơi Linh ơi, sao em không có tin chị vậy Linh? Chị nói có sách là mách có chứng đàng hoàng. Chị bắt gặp luôn mà. Những hiện trường chị để y nguyên đó hết đó Linh. Bắt gặp tại trận luôn. Chị bắt gặp hết đó, chị đau lòng lắm, chị thương nó quá. Mà Linh, tại sao nó đối xử với chị như vậy hả Linh? Nhưng mà chị bắt gặp cái gì? Em biết không, mỗi lần mà nó đi làm về đó dạ? Bộ đồ mà nó thay ra đó, chị hửi từ đầu tới đến chân, từ chân lên đầu. Trời ơi, chị hửi cái bộ đồ đó. Chị có nghe mùi dầu thơm. Mùa dầu thơm nào đó chị không biết nữa. Trời ơi, lỡ ông xài sao? Đàn ông bây giờ tao không xài dầu thơm vậy? Trời ơi, chồng chị là chị cho mùi không mà nó mới xài, còn không là nó không có xài làm bậy. Rồi nhưng còn... mà cái mùi này mùi khác. Vậy hả? Ừ. Rồi còn phát hiện gì nữa không? Còn chị ơi, chị phát hiện ra nữa, trên bộ đồ nó có dính cọng tóc. Tóc? Cọng tóc màu vàng, rồi bữa màu đen, rồi bữa màu đỏ, rồi bữa thẳng, bữa cong. Trời ơi, chị đau lòng quá. Chết rồi, chị Giang ơi. Vậy là nó quen một lúc với nhiều con, với nhiều loại tóc như vậy đó. Đó, bởi vì chị phát hiện như vậy, chị mới nói với em chết biết rồi, đó. Chết rồi, bây giờ sao? Bây giờ bữa nay là chị còn buồn hơn nữa đây nè. Buồn hơn nữa? Ừ. Trời, có nghĩ là ông quen với con nhỏ tóc gì? Bây giờ là không có cọng tóc nào hết trơn á, chị nghi lắm rồi. Thôi, giùm tôi đi bà ơi. Không có cộng tóc nào, nghĩa là bây giờ ông nông quen con nào nữa. Có vậy mà cũng ghen bóng ghen gió nữa à? Không phải là không có tóc là không quen. Mà chị nghi ông quen với con nhỏ này trọc đầu. Hả?
tình đâu. Có chữa hả? Hả? 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Thằng nào? Chị ơi đừng làm em sợ, em sợ em về rồi. Thằng nào mày nói đi. Trời ơi, tao đi kiếm nó, tao sẽ xác nó ra. Đừng giận, đừng giận mà. Ai làm? Đừng, chị đừng đi tìm làm gì. Một lát tự động anh tới tìm chị hai. Một lát là chừng nào tới? Đừng nói thằng già này nha. Dạ em chào chị hai. Trời ơi, mày kêu tao bằng chị, mày có ngượng không? Dạ nó bình thường. Trời ơi. Vậy gì em yêu em chị mà. Làm sao? Em lỡ. Lỡ 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 có bầu rồi. Lỡ nói cái gì ở đây? Trời ơi là trời, chú ơi. Chú đang tuổi cha, chú của tụi con mà nghĩ sao mà làm em không có bầu. Chú á. Gì? Châu già khỏi gầm có non là sao? Bây giờ muốn không? Tôi lắc đầu thưa chú ra tòa luôn nha. Tôi la lên cho là chú làm nhục luôn à. Còn mày nữa, đi phá cái thai này cho tao liền. Đừng, trời ơi. Đừng chị hai. Em lại chị. Dạ, đừng phá cái thai này. Dạ. Qua đây. Chị đừng. Chị đừng có thưa em ra tòa tội nghiệp. Em thề là tụi em tình yêu trong trắng lắm. Dạ em thề với chị, em sẽ lo chu toàn cho vợ em. Dạ em sẽ lo cuộc sống đầy đủ cho mẹ tròn con vuông. Nếu mà đẻ là con gái á thì em xin hứa em sẽ lo 5 tỷ và một căn nhà. Nếu đẻ con trai em sẽ lo 10 tỷ và 2 căn nhà. Nếu đẻ sinh đôi em sẽ lo 20 tỷ 4 căn nhà. Chị sao vậy chị? Chị ơi. Chị đừng làm em sợ. Chị. Ok. Cảm ơn chị. Nhưng mà ông phải hứa với tôi một chuyện. Dạ nói em đi, em sẽ hứa với chị một chuyện. Dạ. Em. Dạ. Hứa với chị một chuyện. Em hứa. Khi mà vợ của em đẻ rồi. Dạ. Em phải có trách nhiệm. Trách nhiệm sao? Làm cho nó đẻ thêm một lần nữa. Chuyện nhỏ. Còn em, trách nhiệm của em lần sau em phải đẻ 6 cho chị. Trời ơi, con tôi nó vô gặp thầy giáo gì mà lâu quá vậy không biết nữa. Bắt cha già đứng ngoài nắng đợi chết. Cộp được cái mày sao vậy? Mặc đồ đen thui con không nhận ra ba. Ba nó không nhận ra. Ba ơi. Gặp thầy giáo sao rồi? Con vui quá ba ơi. Con đậu rồi. Con đậu rồi. Con đậu rồi. Đậu. Ba ơi ba, mà con nói ba nghe. Con đậu điểm cao nhất luôn á nha. Cao. Dạ. Con đậu thủ khoa luôn. Dạ. Con vui quá. Ba hứa với con là con mà đậu ở thủ khoa cái ba cho con đi du lịch. Ba cho con đi. Đúng rồi, quân tử nhất ngôn, nói là phải giữ lời. Ba sẽ cho con đi. Con muốn đi đâu? Con muốn đi du lịch ở mấy cái chỗ mà con chưa từng bao giờ đặt chân tới. Chưa từng bao giờ con đặt chân tới? Dạ. Ô thì dễ quá. Ở đâu vậy ba? Con tới chỗ này chưa bao giờ con đặt chân tới. Ở đâu vậy ba? Cái bếp nhà mình, vô đó nấu ăn. Rồi. Ủa? Huy, sao ngồi ngoài đây? Sao khóc dữ vậy? Trời ơi, ba của em chạy qua nhà chị Kim. Rồi sao khóc? Em không dám về gặp ba em đâu à. Thôi, bình tĩnh nói chị nghe làm sao. Chị về chị nói ba cho làm sao. Ba em quýnh em hai trận lận á. Trời đất ơi, quýnh em hai trận lận. Dạ. Sao ông này ông kỳ, tao không quýnh đâu. Ông Tám này ông dễ thương lắm mà sao quýnh? Trận đầu á, em đưa sổ liên lạc cho ba xem kết quả cuối năm. Toàn là điểm xấu không à. Học lực yếu nè. Mê gái nè. Chống học nè. Trời ơi.
đánh nói chuyện nè, đánh lộn. Trời có luôn hả? Có luôn. Trời đất ơi, nhưng mà trời ơi, ăn học vậy á, ăn học mà bao nhiêu điểm xấu là ông đập là phải rồi. Dạ. Còn cái trận thứ hai sao ông đập? Còn trận thứ hai á, sau khi đánh xong, bà biết kết quả đó là không phải là của em mà là sổ liên lạc của ba em đó mà. Chim lại cho tôi. Con chim này rớt trên phần đất của tôi thì nó là con chim của tôi. Ê, ông mắc cười nha, nhưng mà chính tôi là người bắn con chim này rớt xuống đây nè. Bắn chết thì kệ anh chứ, nó rớt vô đất tôi là của tôi à. Có giỏi thích đi kiện đi. Nè 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 nghe, kiện hả? Tôi nói cho ông biết nha, nhà tôi ở trên thành phố, với lại tôi có tiền nữa. Nếu mà kiện tôi hả, tôi sẽ mời luật sư ra tòa để mà cãi. Lúc đó hả, ông có bán hết tất cả cái mảnh vườn ở trong này nè, cũng không có đủ tiền đâu mà coi như cãi lời tôi. Trời ghê quá vậy. Sợ quá. Bây giờ sao được chim không? Nhưng mà anh ở thành phố, anh có luật của thành phố, tôi dưới quê tôi cũng có luật của quê tôi vậy. Luật gì? Luật năm cú đấm. Luật năm cú đấm là sao? Cái gì nè, dễ hiểu lắm. Ví dụ có hai người tranh chấp nhau một vật gì. Ví dụ như tôi với anh tranh chấp nhau con chim này. Anh để cho tôi đánh 5 cái. Anh đấm tôi 5 cái. Đấm qua đấm lại, đấm tới đấm lui, đấm chừng nào có người chịu thua thì người thắng cuộc sẽ được con chim này, hiểu chưa? Chịu không? Chịu không? Giỡn ông luôn không dạ? Ha. Tôi chấp ông đấm trước tôi luôn. Vậy hả? Đấm đi. Trời ơi, anh hùng quá. Đấm đi. Nè, đấm đi. Một cái. Hai cái. Vậy là chú chịu được 5 cái rồi. Giờ nó biết tôi. Khỏi đánh. Tôi chịu thua. Con chim này là của anh.
mới học nè. Chuyện động trời là đờn á hả? Ừ. Bác có làm cái gì vậy bác? Cậu hút thuốc không? Con ngậm cái viết. Hả? Cái viết. Cái viết hả? Dạ. Tưởng hút thuốc, thông cảm. Tại già rồi quên đem kiến, thành thử không thấy đường. Dạ. Câu. Dạ. Hỏi thăm cái nha. Bác hỏi đi. Nhỏ lớn giờ có đi học không? Mới sáng sớm bác hỏi còn câu buồn ghê luôn á. Không có, ý tôi hỏi là cậu học lớp mấy? Con học tới đại học luôn á. Đại học? Dạ. Chắc chắn là biết chữ không? Trời ơi, bác hỏi con câu dư thừa quá. Đây, con ra đây con ngồi học bài đấy. À, có tập là chắc chắn biết viết không? Dạ. Hay quá, từ sáng giờ mới gặp người như cậu á. Dạ. Giúp giùm, giúp giùm. Giúp gì bác? Đây là cái lá thơ. Dạ. Còn đây là cái địa chỉ. Ghi giùm chỗ tu cho hai chấm á. À, ghi địa chỉ này vô đây phải không bác? Để dạ. Gửi cho người thân. Rồi, đây con giúp cho bác nha. À. Dạ bác coi đúng chưa bác? À, chờ chút. Có gì sai hả bác? Cậu. Dạ. Giúp là giúp cho chó nha. Dạ. Ghi giùm câu đó. À, ghi câu nữa phải không? Ừ, câu cuối. Rồi. Tái bút, rồi. Mở ngoặc, rồi. Nếu ai đọc không ra chữ, rồi. Xin vui lòng, rồi. Tha thứ cho người viết địa chỉ này. Tha thứ. Hả? Anh Vũ Trường Phú ạ. Dạ. Ủa. Dạ, mời cô ngồi. Dạ chào anh. Ủa sao cô biết tôi là Vũ Trường Phú hay vậy? Trời ơi, anh ai lại không biết. Anh nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao. Trời ai cũng biết tới anh á. Cô quá khen. Quả thật á, trời ơi, gặp được anh ngoài đời là một niềm vinh hạnh cho tụi em lắm đó. Cô quá khen rồi. Trời ơi, anh Vũ ơi, anh là một triệu phú mà ngoài đời anh ăn mặc thì là đơn giản vậy đó, không ai nghĩ là triệu phú hết á. Ai nhìn tôi cũng nói tôi sao 40 tuổi rồi mà trẻ trung quá. Dạ. Ai cũng nói tôi giống như là xì tin vậy á. Dạ. Tuổi xì tin dâu á mà. Dạ, anh cắt nước hả anh? Ừ. Không có. Chắc nói gì xì tin dâu? Ý tôi nói là tôi trẻ trung á mà. À, xì tin á. Giống như tuổi xì tin vậy mà. Tin á. Tin vậy đó. Dạ, đúng rồi, nhìn anh rất là trẻ. Ừ. Anh Vũ biết không, nghe danh anh đã lâu lắm rồi. Mà hôm nay mới được gặp anh, thiệt sự là vinh hạnh quá. Sẵn đây em có thể phỏng vấn anh vài câu được không ạ? Không, vài câu lận à. Dạ, mất thời gian của anh hả? 100 câu cũng được, tôi đang rảnh mà. Dạ, anh vui tính quá. Dạ, anh Vũ à, được biết anh là một doanh nhân. Anh chưa ngoài 40 mà anh đã có một bề dày tiền bạc thiệt là khủng khiếp. Anh đã là một nhà triệu phú rồi. À, vậy anh có thể chia sẻ với chương trình là nhờ ai mà anh được trở thành triệu phú như ngày hôm nay không ạ? À? Tất cả là nhờ vào vợ tôi đó chứ. Wow. À, người ta thường nói là sau lưng sự thành đạt của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng người phụ nữ. Đúng rồi. Tôi được triệu phú như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào vợ tôi đó. Wow, vậy tôi tin chắc rằng vợ của anh phải là một phụ nữ thật là tuyệt vời. Anh Vũ à, có thể hỏi anh thêm một câu sau chót được không ạ? Tự nhiên, tôi đã nói 100 câu cũng được mà, tôi đang rảnh mà. À, dạ rảnh hả? Anh Vũ à, vậy em có thắc mắc là trước khi mà gặp vợ anh á, thì anh là một người như thế nào? Ý cô hỏi là trước khi trở thành triệu phú đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó tôi... Thế nào ạ? Tôi... Dạ sao ạ? Tôi là một tỷ phú. Quá đáng. Xạo sự. Tôi chưa từng bị ai gạt kiểu này. Tại sao vậy? Dạ thưa sếp,
Dạ thưa sếp, dạ sếp gọi em lật đật em có mặt liền ạ. Dạ tôi mời cậu á chứ không dám gọi. Dạ thưa sếp, dạ em là nhân viên thôi, chứ dùng từ đau to vú lớn quá, dùng từ mời em nghe em thấy áy náy quá. Đúng ra sếp dùng từ thỉnh à. Cậu sốc với tôi đó hả? Dạ không có ha, em hên nè. Dạ cậu biết lỗi của cậu chưa? Dạ thưa sếp, em nào biết, em nào có hay, em có lỗi lầm gì đâu à. Em là người nhân viên rất là hoàn hảo à. Dạ đi đúng giờ, về đúng giấc, đi thưa về chùi mà. Còn cái gì? Dạ về trình mà sếp. Ăn nói lộn xộn. Dạ tôi nói cậu nè, trong hồ sơ cậu nộp cho tôi. Dạ. Học đậu ba trường đại học. Dạ. 10 năm kinh nghiệm. Dạ. Không vợ không con. Dạ. Vậy mà ở ngoài đời hoàn toàn trái ngược hết là sao? Ôi sếp nhìn kìa. Nhìn gì? Ôi trời trong xanh gió mát, chim hót véo von, trăm hoa đua nở, pháo nổ tưng bừng như một ngày hội ngày xuân. Sếp ơi, ngày xuân tới sếp ơi. Trời ơi, hôm nay cậu thêm một cái tội nữa, mắc mờ nữa nè. Đeo kiến này vô đi, nhìn đi. Dạ đeo vô, nhìn, đeo vô. Dạ sao? Nhìn coi. Ôi trời, trong xanh gió mát. Ôi, xuân sắp tới rồi. Hơi đau mắt sếp. Nhìn trời đi, đen thui, mây đen kéo tới, trời sắp mưa rồi. Sếp cứ tưởng tượng đi. Tưởng tượng chi ba cái này? Dạ, bởi vì trong thông báo tuyển dụng, sếp nói rằng cần một người có đầu óc tưởng tượng, thì hồ sơ của em nộp cho sếp, lời khai đều là tưởng tượng. Trời ơi. Đi đâu từ nãy tới giờ bỏ má ngồi đây một bên hả? Có đâu. Con trai con đứa gì mà giận hờn hoài à. Cái mặt thấy mà ghét đi. Ôi trời ơi, trục tưng của mẹ. Không có giận nữa nha. Thiên thần bé nhỏ của mẹ. Ủa gì con? Ủa má Thiên thần có cánh, rồi biết bay thiệt hả má? Đúng rồi. Mà sao con lại nghĩ khác? Con nghĩ khác? Con nghĩ làm sao? Tại hôm bữa con thấy á, ủa? Bố có kêu cái cô Cúc mà ô xin nhà mình á là thiên thần á, mà con thấy cổ có cánh đâu, cổ đâu có biết bay đâu. Thiệt vậy hả con? Thiệt mà, lúc đó má chưa có đi làm về. Không cần có cánh hay là không có cánh, má thề với con, ngày mai má sẽ cho cô ta bay ra khỏi nhà. Thật hả? Chứ sao? Ông ơi, tôi vẫn biết là ông rất cô đau, đứng trước hoàn cảnh trái ngang, phải đành chấp nhận ôm bao đau thương. Mà thời gian qua lòng ông thương nhớ, điệp đến bao giờ quên kỷ niệm xưa. Nhớ chăng hôm nào mình bên nhau, tay trong tay anh vẫn yêu em, dù trong tuyệt vọng từ phút tử lý chia lìa đối ngã. Hết rồi đó. Hay quá, hay quá. Hay quá anh, cảm ơn. Anh là khán giả biết thưởng thức. Không, anh không phải là khán giả. Từ Mỹ về. Ồ. Anh là đạo diễn ở Hollywood. Ồ, hay quá vậy, cảm ơn anh. Anh nói thiệt với em nha, anh hồi sáng giờ đi vòng vòng ở đây để tìm một nhân vật nhưng mà chưa thấy. Bây giờ anh vô tình anh nghe em hát, anh phát hiện ra em có tài năng. Hay quá. Anh mời em đóng phim. Cảm ơn anh, nếu anh mời em sẽ cố gắng hết sức. Vai này rất là hay. Hay không anh? Cách xê nó là $10,000. Trời ơi, gì hả? Ừ. Bây giờ anh cho em biết nhân vật đó là thế nào. Nhưng mà anh sợ em đảm nhiệm không nổi. Em sẽ làm hết sức cho anh coi. Vai này dài hơi lắm á. Dài hơi? Ừ. Mà nhân vật thế nào? Nhân vật như thế này, đơn giản thôi. Sao? Em nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển? Em lặn đúng 20 phút cho anh. Làm sao? Dài hơi. Em Tám. Chị Tám à? Dạ. Trời ơi, em gặp chị em mừng quá chị Tám. Ồ, ơi dạ, chị Tám ơi, em mừng quá, em mừng khoan,
quá chị Tám ơi. Em ơi chị đâu có thiếu nợ em đâu, chị nhớ là chị không có quen với em. Trời, quen lắm. Em nè, chị không nhớ em sao? Em con là Thảo, con Thảo ở xóm mới nè, nhớ không? Em Thảo làm gì đây? Trời, sao chị dọn nhà chị không nói em tiếng nào đi tìm chị quá trời quá đất luôn chị Tám ơi. Nhưng mà khoan đã, nhưng mà bây giờ vấn đề gì chị, em cho chị biết là chị có... Em mối coi báo giàu của chị ngày xưa. À, 5 năm trước ngày nào không phải coi bói chị nhớ không? À, chị coi bói cho em á hả? Dạ, bây giờ còn làm không? Con cưng. Còn hả? Chưa dạy nghề hả? Chưa, trời ơi, nghiệp của chị mà. Vậy bây dọn nhà đi xong nói em tiếng nào em tìm chị quá trời quá đất luôn. Ôi rồi giờ bữa nay sao cưng? Trời ơi, em tìm chị biết sao không? Em á là em ghiền coi bói. Ngày nào mà không coi bói là em ăn cơm cũng ngon. Chị nhớ không? Ngày nào em cũng tìm chị em coi đó. Ai chị chỗ nào em cũng coi mà không có bằng coi chị. Chị coi cho em, nhớ không? Đúng y luôn á. Chị nói em á là em sẽ có chồng và có 5 đứa con đó, chị nhớ không? Chị coi đúng không em? Thì đúng, nhưng mà nó có khác chút xíu. Khác là khác thì sao cưng? Chị còn nhớ ngày xưa chị nói với em á, chị mà có sai một chút thôi chị sẽ trả tiền lại hoàn toàn cho em không? Có à, chị có nói cái đó. Trời ơi trời, đã không có tiền đóng tiền hụi còn lại đây chi nếu vậy bà nội. Sao cưng? Chị nói đó, chị nói với em á, chị nói rõ ràng là em ơi, vài năm nữa em sẽ có một chồng và 5 đứa con, đúng không? Đúng không em? Đúng, nhưng mà này nó khác. Khác sao nữa? Là hiện tại bây giờ em có một con mà 5 chồng. Thời gian qua thật là tàn nhẫn. Thời gian qua thật là khắc nghiệt với lời phụ nữ. Ôi, bây giờ nhìn lại mình trong gương mà không còn nhận ra mình nữa. Ngày xưa mình đẹp biết là bao nhiêu, mình xinh biết là bao nhiêu, biết bao nhiêu là chàng trai theo đuổi mình. Vậy mà nghĩ sao á, mình lấy một thằng chồng vừa già vừa xấu. Quên, xúc phạm rồi. Trời ơi, anh ơi, có phải là em càng ngày càng già càng xấu không anh? Trời ơi, có phải là tôi trong gương không nè trời? Trời ơi, mặt tiền đâu không thấy, tới toàn là đường hẻm không à. Trời ơi, đã vậy đường hẻm mặt đường còn không được láng nữa, toàn là ổ gà không mới chết chứ. Trời ơi, chết rồi, kỳ này phải để dành tiền để tẩm mỹ diện thôi. Da thì khô sần, mặt thì nám. Anh ơi, có phải là em xấu lắm không anh? Ôi trời ơi, tôi ngày nay với lại 20 năm về trước nó khác xa nhau quá. Khác xa nhau một cách dữ dội luôn. Kỳ này phải để dành tiền đi tẩm mỹ gì mình tút lại thôi. Hả? Nhưng mà không, có lẽ là mình vẫn còn đẹp, nhưng mà tại vì mắt mình yếu nên mình không thấy đường thôi. Anh ơi cho em một lời khuyên thật chính xác đó anh. Anh hãy cho em một lời khuyên để em còn lại cái sức sống trên cuộc đời này đi anh. Anh hãy khen em, anh khen em dù một lời thôi anh. Tôi khen bà nha. Dạ khen đi anh. Bà nên đập cái kiến này bỏ đi. Sao vậy anh? Kiến giả. Về nhà lấy cái kiến bự sâu cho kỹ vô. Dạ. Mắt bà còn chính xác lắm. Em hò. Bà thấy sao rồi? Cảm ơn ông xã. Đỡ rồi. Ê, ông bà mình nói á, gừng á càng già càng cay. Đúng rồi. Rượu á càng lâu càng nồng. Đó. Cho càng ngày càng yêu thương bà. Tôi muốn rời xa bà chút xíu nào cho nó trời. Tôi cũng vậy chứ có khác gì ông đâu à. Người ta thường nói á, đừng níu thời gian cho dương sầu thêm mang. Trời ơi, bữa nay thơ nữa. Mà nhìn bà cái phải muốn níu hoài á, sao già còn đẹp hoài vậy bà. Mấy thằng kế bên nó cũng nói vậy á. Ủa mà ông nè, lấy nhau cả mấy chục năm nay rồi, có đời nào mà dẫn tôi vô công viên không mát đâu. Bữa nay mất cái chứng gì rủ tôi vô công viên ngồi đây vậy không? Sắp nhỏ nó nhìn nó cười chết ông ơi. Có gì đâu, lâu lâu vợ chồng vô đây muốn ôn lại kỷ niệm xưa mà. Biết sao không? Sao? Bị cũng có công chuyện muốn hỏi riêng với bà. Nhưng mà ở nhà hỏi lỡ con cháu nó nghe được kỳ cục kẹo lắm bà ơi. À, có chuyện hỏi riêng tôi ha. Ừ. Thì có chuyện gì cứ hỏi đi, tôi sẵn lòng mà. Bà nè,
Sao? Vậy chứ bà ở tôi mấy chục năm đó. Ừ. Có bao giờ... À, thôi thôi đừng hỏi bà ơi. Hỏi mất công rồi đau lòng nữa. Thôi ông ơi. Ông hỏi thì ông cứ hỏi thẳng rụt ngựa ra đi. Chứ ông cứ ấp a búng gì chẳng khác nào. Ông lấy dao đâm vào từng thớ thịt của tôi. Hỏi đi, hỏi thẳng đi. Vậy tôi đâm nha. Đâm đi, tôi già rồi có sức chịu đựng mà. Đâm đi ông. Vậy mấy chục năm bà chung sống với tôi á. Ừ. Có bao giờ... Sao? Đâm ngang. Đâm đi. Có bao giờ bà ngoại tình không? Hả? Tôi thì tôi hỏi cho nó suông mỏ vậy thôi, tôi biết mà. Ông à, tại sao bên nay ông lại hỏi tôi câu đó? Tôi biết. Ông nghi ngờ cái lòng chín chắn của tôi đối biết. Với ông sao bà ông? Bà không bao giờ có đâu, bà là hiền thê tốt bụng, tốt lòng không bao giờ có. Tại gần đất xa trời rồi, muốn hỏi cho nó cái tâm mình nó thanh thản trước khi đi vậy đó mà. Vậy mà có đó. Bà ngoại tình hả? Có đôi lần ông à. Bà ngoại tình à? Bao nhiêu lần rồi? Tôi đâm nha ông. Bà đâm đi coi tôi đỡ nổi không? Nói nào ngay á, mỗi lần tôi đi ngoại tình á, tôi có ra chợ tôi mua quả trứng gà tôi cất trong tủ á, để lâu lâu lấy ra đếm coi thử mình ngoại tình bao nhiêu lần rồi. Ôi mừng quá bà ơi, vậy là có 2 lần thôi. Bởi vì tôi đếm trong tủ có 2 quả trứng gà thôi à. Trong cuộc đời người mà ngoại tình có 2 lần. Ôi đúng là trời thương tôi rồi. Vậy tôi thanh thản ra đi rồi bà ơi. Y quên xí. Nhưng mà tôi thắc mắc, tại sao bên cạnh 2 cái trứng gà có đính kèm theo 400 đô la nữa là sao? Thì có cái gì đâu. Thì trứng gà nhiều quá chỗ đâu mà để. Tôi mới đem đi tôi bán được 400 đô. Trời ơi buồn quá đi. Tại sao? Tại sao à? Như ly rượu đây không có ai cung can. Buồn như ly rượu cạn, không còn bạn để say. Buồn như con chuồn chuồn, không cánh mà bay lòng vòng. Thôi bậy, buồn cả bậy bạ không à, có cánh bay lòng vòng nữa. Sao buồn, chuyện gì buồn nói cho anh Vũ nghe coi, chia sẻ với anh nghe coi hả? Gần tới lễ Halloween rồi. Lễ ma quỷ đúng không? Halloween lễ ma quỷ mà. Đúng sao, rồi. Sao? Mà em không biết mua cái mặt nạ nào mà nó ghê rợn đến nhát Vinh á. Sao kỳ vậy? Trời, tại năm nào nó cũng bày trò chọc em hết trơn á. Thằng Vinh này quá đáng dám chọc em hả? Đúng rồi. Em trả thù cho anh, có thù phải trả. Mà em không biết mua cái mặt nạ nào nè. Em phải mua cái mặt nạ nào mà cho nó rùng rợn, nhìn vô nó thấy là nó ói mặt xanh lên vàng, nó sợ khiếp đảm cho anh. Đúng rồi. Phải trả thù cho anh. Em có cách rồi. Cách gì? Vào ngày lễ Halloween. Ừ. Đúng 12 giờ đêm. Ừ. Em dắt anh qua nhà hàng Vinh. Để làm gì? Nó nhìn thấy anh mà nó không sợ, nó ói mặt xanh em con anh liền. Chính xác, anh giống quỷ mà. Nó nhìn thế thằng anh. Ngồi xuống đây đi con. Dạ. Sao? Dạ. Sáng giờ đi chơi với thầy thấy vui không? Quý à, dạ. Ngày mai á là thầy trò mình không gặp nhau nữa. Dạ. Chắc lâu lắm mới gặp nhau nha. Ngày mai là con đi thám hiểm ở trên biển rồi. Dạ. Con thích biển không? Con thích biển lắm á thầy. Vậy thì con hãy cho thầy hỏi con vài câu hỏi trắc nghiệm để thầy yên tâm. Dạ. Thầy nha. Cứ hỏi. Thầy giả dụ thôi. Dạ. Đây là biển đi. Dạ. Mênh mông là biển. Biển tưởng tượng đi, ôi biển rộng quá, mênh mông quá. Đúng. Tiếng sóng vỗ ì âm sóng vỗ nha, nghiêng qua nghiêng lại sóng vỗ mà. Dạ. Rồi đây là một chiếc tàu. Đúng đây là một chiếc tàu. Thầy cho mình đang ngồi trên một chiếc tàu lớn nha. Dạ. Thì sóng to dữ dội thì lỡ có bão tới con xử lý thế nào? Dạ thì con thả neo thôi. Chính xác, có bão tới mình phải thả neo. Đúng rồi. Nếu như bão nó tới từ bên trái thì con xử lý thế nào? Thì con thả neo bên phải. Chính xác. Nếu như bão nó tới từ bên phải, con xử lý như sao?
thì con thả lại bên trái. Nếu như bão nó tới từ phía trước thì con xử lý sao? Thì con thả neo phía sau. Nếu như bây giờ bão tới từ phía sau con xử lý sao? Thì con thả neo phía trước. Quy. Dạ. Thì hỏi con nè, neo đâu mà con thả dữ vậy con? Vậy con hỏi thầy nè, bão ở đâu ra nhiều dữ thầy? Trời ơi, đẹp. Ê, đồ ăn nào, quá ăn đi. Trời ơi, quá trời đông. Quy. Dạ. Đang làm gì đó? Trời ơi, đang coi cá mà tía. Bà đây, nghe chứ hỏi nè. Khoan hỏi mình... đã, trời ơi. Cá nó đông mà nó đẹp nữa. Con ước gia đình mình ít can nó và nó cho nó vui. Vui đằng chết đói vậy. Trời ơi, mình nuôi không được á thì đưa cho ông hàng xóm nuôi phụ. Tí đang quê ông hàng xóm á. Tí dặn con ở nhà gì nhớ không? Nhớ rồi. Thế nào? Tí dặn con là sáng ngủ dậy. Đúng. Đánh răng. Rồi. Xong rồi thay đồ. Đúng luôn. Xong rồi ăn. Xong rồi súc miệng. Ừ. Xong rồi thay đồ. Rồi. Tía dặn con ở nhà làm thám tử tư cho tía. À, con nhớ rồi, cái vụ thám tử mà. Hiểu không? Làm thám tử mà la lớn có người ta biết sao? Nhớ chưa? Con có theo dõi không? Dạ có. Nói. Trời ơi, tía kêu con mấy ngày nay là theo dõi. Rình rập, rình mò, theo sát, điều tra những hành vi bất khả xâm phạm của... Hay lắm. Của ai? Của mẹ con chứ của ai? À, con mẹ nhớ. Con với ông hàng xóm. Dạ dạ dạ. Có gì không? Không có gì đâu. Trời ơi, mẹ con còn ghét ổng, ghét cay, ghét đắng luôn á. Sao con biết mẹ con ghét cay, ghét đắng? Không lẽ con có nếm à? Không có nếm, mẹ có nếm. Mẹ chửi ổng mà trời ơi, tan sắc pháo luôn á. Chửi thế nào? Mẹ chửi là cái đồ con khỉ. Khỉ gì? Khỉ khô. Tiếng khoái nhất là con khỉ cô. Chửi gì nữa không? Trời ơi, ngoài cái con khỉ khô ra còn một bầy khỉ mà con thích nhất, con khỉ này nữa nè. Sao? Mẹ nói vậy nè ha. Ờ. Mẹ dí nhỏ, mẹ nói nhỏ từ từ lắm. Mẹ nói vậy nè. Con khỉ khô. Cái mặt anh giống con khỉ quá. Làm sao? Còn khuya mới tìm ra được ta. Lần đầu tiên ở trong đời ở trốn vợ đi chơi. Nó vui ơi là vui, nó vui y dừng đuôi mới thấy đường vậy trời. Nào giờ kèm kẹp quá mà con thấy suốt ngày nhìn mặt vợ hoài. Nhìn bả sực mình bả nhìn mình sực lại bả. Nhìn nhau biết là nó chán trường, nó cắn đắng nhau hoài à. Hôm nay trốn vợ đi chơi, dùng kế địa hổ ly sơn. Tình ơi tâm trạng nó vui ơi là vui, tình ơi như chim sổ lòng vậy trời. Mình đi đường này dễ gì bả biết được mình chứ. Dễ gì biết được à. Làm sao bà biết được? Ừ sao biết được? Biết được mới lạ. Ừ biết được mới lạ. Tình ơi. Ủa, tôi đi đường này sao bà đi đường này mà chặn đầu tôi hay vậy? Hay cái gì? Trả lời cho Tuyết, ông đi đâu đây? Đi đâu? Trời ơi, bữa nay bảnh bao quá ha. Trời, quần jean đen, giày đen, nguyên bộ cơm lê đen ha. Đồ này dài quá ha. Vợ mua cho tôi hồi xưa quên rồi hả? Quên gì? Đi đâu đây? Thì chồng đi thư giãn chứ bộ. Thư giãn hả? Trời ơi chồng ơi. Chồng nè. Chồng đi thư giãn vậy mà vợ cái nghi quan cho chồng không nghi à. Nghi quan quá vậy, thư giãn mà có làm gì nhân tội đâu nè. Đi thư giãn phải không? Vậy vợ đi chung chồng đi. Bậy. Gì vậy? Chồng đi thư giãn, chồng đi mình chồng thôi mới thư giãn được. Vợ mà đi chung cái tự nhiên nó từ thư giãn nó chuyển qua nó hư não chồng hết. Hư não gì? Đó thấy chưa,
Bởi vậy tôi nói bây giờ anh thay đổi dễ sợ luôn mà. Anh thay đổi 180 độ luôn mà. Anh nhớ không? Bây giờ anh cưới tôi được rồi, anh nói gì anh nói hả? Còn ngày xưa lúc anh chưa cưới tôi á, anh nói gì anh nhớ không? Nói sao chồng quên mất tiêu rồi. Anh nói vậy nè. Biêu ơi, Biêu à. Câu này nghe quen nè. Biêu có biết là mỗi ngày á, chỉ cần nhìn thấy em một phút thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh nhớ không? Nhớ không? Thì bây giờ cũng vậy. Vậy là sao? Mỗi ngày nhìn thấy em một phút là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hả? Cái gì ăn nhiều quá nó không ngán chứ. Wow, đọc quá. Wow, Hồ Ngọc Hà chân dài quá. Wow, chân vợ tôi ngắn quá. Wow, Tăng Thanh Hà đẹp quá. Wow, vợ tôi xấu quá. Wow, cái mục ruồi này nó có duyên quá. Wow, cái mục ruồi này nó vô duyên quá. Wow, cái gì chó không thì gớm quá. Wow, đúng quá. Vợ. Vậy nói vợ nghe nè. Không, người ta nói á, con gái đẹp á là nhờ lụa. Vậy chứ vợ đẹp nhờ cái gì? Nhờ ngồi kế người xấu quắc nha ông á. Wow, đúng quá. Ông đi vô đây. Ông đi vô đây nè, đây nè, tôi gặp nó rồi nè, đó thấy chưa, ông thấy chưa? Ông đi vô đây, ông chửi cho nó, ông trận cho tôi, ra từ đó giờ tôi chửi nó, giờ hết xi nhê rồi. Đó, bây giờ mày đặt con cái mà đi đó, ông chửi nó coi. Cái gì mà chửi, còn nữa. Mày nghĩ sao mày đi bụi hả Cường? Mày nghĩ sao mà mày đi bụi? Hả? Mày để cho ba má đi kiếm mày làm sao? Ông chửi nó coi. Trời, tôi chửi mà Mày nghĩ sao hả? Hả, mày nghĩ sao mày đặt đi bụi? Mày một ngày mày ăn ở nhà biết bao nhiêu cơm không? Mà bây giờ mày đi bụi, mày ra đường mày lấy cơm đâu mày ăn? Tại sao đầu mày to mà ốc như cái nho, mày không suy nghĩ mày? Hả, năm nay nhiêu tuổi? 18. Mày học lớp mấy? Dạ lớp 6. Đó, thấy mày nhục không? Người ta nhìn vô người ta tưởng mày học đến kỹ sư bác sĩ rồi, mày nghĩ sao mày học lớp 6? Nhục không ông? Ông thấy nhục không? Gì? Chửi mà sợ không à? Mà nó là người học cao nhất trong nhà. Trời ơi trời, nói là cho mày nhục nữa. Bây giờ tao hỏi mày đơn giản một điều thôi, là cô giáo kêu làm một bài tập làm văn tả về cuộc nói chuyện của ba mẹ. Ê, sao mày tả đâu không vậy? Mày không tả ba mày, để cô giáo cho mày không điểm là sao mày? Có ngu không ông? Đó. Ủa sao ông chửi gì văn gì ngắn gì không vậy? Nè, mà tao hỏi mày nè, tại sao? Trả lời cho bằng được, tại sao? Làm kỳ vậy? Tại con thấy từ đó giờ ở nhà mình á, mỗi cái cuộc nói chuyện xảy ra chỉ có mình má nói à. Chứ ba có nói được tiếng nào không? Đúng ba? Diệu ơi, dẫu biết rằng em có thành hôn với Dưỡng ba đây mà không. Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba má. Chị cũng nở mặt mày lối xóm bà con. Ông Tư ơi! Ông Tư ơi! Ông Tư! Ông Tư ơi! Ông Tư! Ông Tư! Có học thức quên, cha này phải kêu đúng tên tộc tả chạy mới nghe được. Tư tưởng chị ai vậy? Thấy chưa? Thì nghe không? Kêu phải kêu đúng tên tộc mới nghe à? Ý trời! Gì vậy? Bà mới nhiều chuyện ở đâu chúng quánh bà sạc cái mỏ vậy? Ôi cha ơi, lúa á, cái này người ta quánh son nè. Bà quánh son á hả? Ừ, son sắp nhỏ nó mới gửi trên Sài Gòn về đó quánh là đẹp không? Từng lễ ký lô son không? Quá à, chưa thấy gốm mà. Chưa nửa cây nữa à. Ngồi chơi. Làm gì vậy? Làm gì mới nghe hát cải lương tuần gì vậy? Quẩn, mùa màng xong rồi giờ có mặn gì đâu. Ngồi uống trà hát cải lương chơi. Mát tuần gì vậy? Nửa đời hương phấn. Trời ơi, chịu nổi không? Đáng nửa đời hương phấn ta lựa cái tâm trạng của ai đàn ông thanh niên ta hát. Tự nhiên hát tâm sự của con Diệu. Vô duyên quá. Đanh thoạt là chuyên môn đanh thoạt là thích. Thích giai nào mình hát giai nấy. Thấy không? Bà không lấy đâu, đang bực bội, đang tức tối nè. Mắc mới gì bà bực? Thằng quỷ hùng đen. Chuyện gì? Tôi tức quá ông ơi.
tôi vậy nè, ông thấy không, tôi nổi tiếng ở cái xóm này là hiền dịu nết na tùy mị, và mà nở lòng nào nói tôi là đồ sư tử Hà Đông, đồ chàng cái, tao mà gặp mày ngoài đường tao giả mày cái rớt răng nha mày. Đó, thấy không, bà làm vậy nó không kêu bà chàng cái cũng uổng. Bực bội à, có người gì mà đâu có phải thằng mà chuyện gì bà làm gì dữ vậy. Thì đó, nó nói xấu tôi đó, nó nói tôi là đi qua ví dụ mà tôi quánh con Hồng đó, là nó biết rồi đó, anh thấy không. Mấy tự nhiên sao nó biết, nó nói tôi là đồ chàng cái kìa. Thứ cái thằng gì đó mà nhiều chuyện thế ớn à. Ừ, có nhiều chuyện mới kể nó hôm qua giờ nó kể bà nghe rồi. Thì đó thì bây giờ trời ơi, thấy không, thì ra cái tật nhiều chuyện này là do ông nói lại phải không. Trời ơi ông Tư, sao mà ông nhiều chuyện quá à. Cái chuyện nhà bà đem đi ông bỏ xỉ luôn là sao. Bà nói quá, bỏ xỉ là nhiều cái nó gộp lại mình gói mới gọi là xỉ. Còn có này có một chuyện bà phải nói là tôi bán lẻ, bà hiểu không. Mà có gì đâu, tôi đâu có nói chuyện gì, thì tôi nói cái vụ con Hồng. Có bà cũng bà không. Cái gì? Ví dụ bà tự nhiên bà lấy chiếc guốc bà quăng nó đó. Bà quăng một chiếc được rồi, bà quất luôn hai chiếc chi vậy cho nó có chuyện. Trời ơi ông tưởng tự nhiên tôi muốn quất vô mặt nó hai chiếc lắm mà. Kể nghe, chiếc đầu tức quá quăng xui hột, chiếc thứ hai quăng hên trúng không. Tới nó hên quăng vô rồi chiếc guốc có sao không. Cũng may ông nha, nhờ trời thương chiếc guốc còn nguyên à. Tại tới nó không có mẻ miếng nào luôn hên. Con dạ mẹ. Con mẹ này. Gì vậy? Cười mà cái mặt nó ác dễ sợ. Tôi hỏi là quăng cái chiếc guốc vô rồi cái con nhỏ nó có sao không? Chứ ai nói chiếc guốc của bà có sao? À, ý ông hỏi Hồng có sao không á hả? Ừ. Thì xây xác nhẹ, rồi tự nhiên nó cũng đi báo công an mời tôi lên mừng việc, rồi bắt nó phải bồi thường tiền thuốc. Bồi thường hết nhiêu? 300.000, ngày trả góp 10.000. Chưa có ai như bà. Gì vậy? Tên ấy bồi thường tiền thuốc mà bà cũng trả góp nữa là sao, rồi chừng nào con người ta mới lành. Thế giờ có tiền đâu trả lần một. Ê, trời mà quên. Trời ơi quên ông Tư ơi. Qua báo tin vui cho ông mà lo nhiều chuyện quên. Chuyện gì? Con Liễu, con dâu tương lai của ông á. Sao? Nó đạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng toàn miền Tây mình đó. Nó mới vừa gọi điện thoại về cho tôi đó, kêu tôi chạy qua báo tin mừng cho ông đó. Nó được giải nhất toàn miền Tây. Đó. Con nhỏ làm bậy bậy mà coi gì được ta. Trời ơi, tôi nghi nó lâu rồi. Nó hát là cái âm hưởng nó giống tôi. Bà hiểu không? Thành thử nó đậu toàn miền Tây. Chứ tôi mà không thi thôi, tôi thi là tàn quá. Bà hiểu không? Thôi đi ông. Ông nói tôi nghe tôi cũng ói quá. Ông hát tôi gớm mà. Con nhỏ trong khi nhỏ hát hay vậy mà nó giống ông mà giống chỗ nào. Lâu lâu bà mới nói thiệt được lần á. Tôi thấy bà nói bà chê tôi hát gớm là tôi thấy bà nói thiệt á. À, ông cũng biết vậy nữa. Thôi được rồi. Vậy là mừng rồi. Nói nghe nè ông nha. Nó bắt đầu rồi ông, là sau này biết đâu nó sẽ là ca sĩ nổi tiếng. Mà ca sĩ nổi tiếng là kiếm ra nhiều tiền lắm nha. Cũng nữa. Bà cái hở mở miệng ra cái là tiền, mở miệng ra cái là tiền mà suốt đời toàn là trả góp không. Thấy không? Cái đó không quan trọng. Cái đâu, quan trọng là nó đem được cái nghệ thuật nó phục vụ cho khán giả là được rồi. Trời. Đó, thấy không? Mở miệng ra là tiền, mở miệng ra. Hầu ngồi đó chơi đi. Chờ tôi chút. Đi đâu ạ? À? Đi ra chợ cái. Ra chợ ăn chi? Mua ít trái cây về cúng Mr. Apple. Ê, ê, ông Tân Tân. Cúng cái gì? Cúng bồ bồ gì? Bồ. Mr. Apple. Là gì? Nói xong cái mặt bà cũng đực ra không? Là cái gì? Internet nó về tới quê mình rồi. Sắp nhỏ bây giờ nó lên mạng nó rần rần nó trển rồi. Mà không biết một chữ nhất một về tiếng Anh. Thì làm sao có thể mằng việc với người nước ngoài được. Trời, xin lỗi ông à. Ai nói tụi ông là tôi không biết tiếng Anh. Nè bằng ép rồi bỏ túi nè. Bị nó bỏ túi đó. Bỏ túi mới không biết cái gì á. Làm ơn bà lấy cái tiếng Anh đó bà quánh lên đầu bà đi. Chứ cái tôi học hoài tôi có biết cái Mr. Apple gì của ông là cái gì đâu. Mr. là cái gì? Ông. Apple là cái gì? Quả táo. Trời thấy chưa rằng. Đúng ông tao là Mr. Apple. Trời ơi. Trời ơi chuyện tiếng Anh của ông ai mà biết được. Thôi đi tôi ra chợ ngồi đó chơi đi. Khoan tôi đi đeo tôi lựa cho. Ông có biết mua gì đâu mới bà chém đẹp ông bây giờ. Tôi biết ý bà quá mà. Sao? Không phải là bà đi lựa trái cây đâu. Chứ đi đâu cha? Bà ly bà giữ nhan sắc của tôi thôi. Đi cuốn. Đợi tôi ơi. Ừ. Liễu. Liễu. Liễu à. Vậy là nói chuyện sao Liễu? Anh Tuấn à, em mong anh hãy hiểu cho em. Đối với em sự nghiệp là quan trọng nhất.
tôi đi. Ca hát là niềm đam mê lớn nhất với em. Cuộc đời bây giờ cơ hội đến rồi, anh phải để cho em nắm bắt lấy nó chứ. Nhưng ông ta có yêu thật hay không? Em không cần biết điều đó. Cả em cần chính là sự lăng xê của ông ta kìa. Ông ta là một đạo diễn có tài. Ông ta có thể đưa em lên đỉnh của nghệ thuật của anh này. Em quay mặt đi, chút cay mà chi. Đời còn gì, tình đã biết thương đau. Ông ta đã mua vé máy bay cho em rồi. Một lát nữa đây, em và ông ta sẽ bay đến nước ngoài để làm album đầu tay cho em. Rồi một chị anh Tuấn à, em mong anh ấy hiểu cho em. Em đi đi. Anh Tuấn à, tôi nói em đi đi. Anh Tuấn, đi đi. Đêm từng đêm, chiều lời ca em hát. Em thăng hoa, rồi cuộc tình bay mơ. Hiểu. Ta ngâm ngồi, đời nghệ sĩ em ơi. Ta mong mơ, một đời ôm tiếng em. Tội nghiệp Tuấn. Tôi biết sao Liễu bỏ đi rồi ông ơi. Ông, con nó tất tình, nó ngồi cái dáng cũng xấu. Cô gia nó ngồi trên ghế kìa ông, y chang Hugo cưỡi đà điểu à. Bà ngồi còn xấu hơn nó. Xấu hơn mà. Bà ngồi như con mụ chim la. Ủa vậy à? Con quỷ leo xuống à. Ủa, nãy giờ tôi ngồi trên người ông hả? Bà khóc còn ít hơn tôi khóc mà. Tôi khóc mà bà chặn nước nó không lên được cô mắt luôn. Trời ơi, tôi nãy giờ con nói tưởng là ngồi trên gốc cây không à. Nói có được đâu mà nói. Ông ơi, qua coi an ủi con đi á. Tội quá. Tuấn à. Tôi hơi lố. Lố quá luôn. Qua coi an ủi. An ủi nó mà mở miệng ra, mà táp, mở miệng ra mà táp à. Tuấn, đừng buồn con. Có gì đâu buồn ha. Sao con tôi nó đẹp mà xui dữ vậy trời. Trời ơi Tuấn à, nghe ta nói nè con à, ở đời á, nghèo nó cũng là một cái tội nữa mày à. Mà mày á, mày tới hai cái tội lận. Nó làm gì mà hai cái tội bà? Nó vừa nghèo mà nó vừa xấu. Bây giờ Liễu bỏ là phải mà. Tuấn, cho dì Tám hỏi thiệt con nghe con. Hình như là mắt con bị lép không? Lép kim hay sao không? Mẹ vô duyên. Kìa, nhìn coi. Hơi chình chút. Cái gì vậy? Cái gì? Tía lúc nào cũng nói thiệt mà. Thì cái gì ông này, con nó đang buồn mà nó mắt nó chinh chinh là sao? Bởi không có biết an ủi nó gì à. Con à, mày vậy là mày chỉ xấu cặp mắt thôi. Nhưng mà con rất là được cái lỗ mũi. Ờ đúng. Lỗ mũi xinh ghê không, thấy không? Đẹp đẹp. Tao nói cái sống mũi thằng nhỏ thẳng ưng à. Ờ. Có điều cánh mũi nó hơi lớn không? Nói chung á, cái lỗ mũi của con á là cái lỗ mũi mà nó không giống cái lỗ mũi. Nó giống cái lỗ rúng. Cái gì mày, là mày xấu cái mũi thôi. Nhưng mà con rất là được cái miệng. Đúng. Cái miệng. Đúng không? Đúng. Bà phải nhìn nè, con mắt nó xấu đi. Ừ. Cái mũi nó xấu. Đó. Nhưng mà được gỡ lại cái miệng. Đó. Đó, cái miệng của con tôi nó được một cái là nó giống cái giống cái gì? À, con sò huyết nướng tái. Đó, thấy không? Sò huyết mà nướng tái thôi. Bà bị hố hả con? Hố chứ con nghĩ sao mà cái miệng cái gì nó giống sò huyết? Nó giống con chim chép. Tao thấy mỗi lần mà tỏ tình với Liễu tôi rình là hai cái bộ nó chép y chang chim chép luộc vậy đó. Cái gì đâu mà khóc con ơi. Con á là con chỉ xấu cái mắt, cái mũi, cái miệng. Nhưng mà con rất là được cái khuôn mặt. Khuôn mặt sáng đúng không? Đúng, sáng quá. Tao nói thằng nhỏ có tài nè, sáng như trăng rằm vậy đó. Cái mặt của con á, nó là cái mặt mà nó không giống cái mắt. Nó giống cái băm. Mẹ già thì đâm băng. Vô duyên à. An ủi nó không an ủi nó, còn kể xấu nó nữa. Con ngủ dữ vậy con? Con ngủ hồi nào? Chứ mày làm gì? Con giận á. Trời ơi, có gì đâu mà giận thì nó giận nó, coi vỗ đi. Có gì làm không cho nó vui được thì làm đi. Con ơi, con đừng có giận, con đừng có khóc.
Con đẹp, đúng không? Con đẹp, con lộng lẫy. Trời, ít nhất là con tao nó phải giống tao, đúng không? Đẹp quá mà. Con đẹp quá, con đẹp mà nhiều khi tía nhìn tía thôi là tía bấy thấy nhan sắc của con hiện lên rồi. Ai cho con tự tin quá? Ông nghĩ sao bộ la ông đẹp? Ông nói ông có muốn ói không? Chứ tôi muốn ói nãy giờ đó. Muốn ói bỏ ói đi. Có dỗ đi. Ê này thấy mua gì vậy? Nè, tía có mua tờ báo đây. Mày coi cái này là mày sẽ vui liền. Con Liễu ha, chụp hình với đạo diễn. Mày coi hai đứa nó xứng không? Thấy ghê không? Thằng này nó cao mà nó đẹp trai. Nhìn lại con à trời. Ôi trời ơi, ông này thiệt á. Con có đang buồn mà điên đưa tờ báo chụp với đạo diễn à. Nó đưa cái môi ra tới bằng cái cằm rồi kìa. Ghê, tôi để tôi đi. Ông có biết ăn biết nói gì à? Tuấn à, ý dì Tám là sao con? Dì Tám từng trải, dì Tám hiểu mà con. Như Tám nè, ngày xưa đó Tám vô từng ăn chung ngủ chung với một người nghệ sĩ. Vậy đó, mà khi người ta nổi tiếng rồi có nhớ Tám là ai đâu. Ai vậy? Hoài Linh. Làm gì bất ngờ cha? Bà có láo thì cũng láo vừa vừa thôi. Cái xóm mình nó ở ngày xưa nó hẻo lánh. Tôi ở trong cái xóm này từ nhỏ cho tới lớn, tôi ở gần bà vậy, tôi có thấy cái thằng nghệ sĩ nào vô đây đâu. Tôi tệ với ông, từ nhỏ tôi từng ăn chung ngủ chung với Hoài Linh. Nói lao. Có, tôi ăn chung ngủ chung với Hoài Linh mà. Ở đâu? Hồi học nhà trẻ. Thôi, không biết mà sao sao. Tôi với ông học chung nhà trẻ ngoài Nha Trang nè. Không, dẹp đi, qua bên này. Không biết mà cái sao. An ủi. Cô ấy đã nói xạo, không phải như tía mày đâu. Sến ớn à? Ngày xưa tía mày cũng đã từng có một mối tình thật đẹp. Một cô gái đã đam mê nhan sắc của một chàng trai nhà quê là tía. Bà ngưng lại đi. Con có biết mối tình ấy nó đẹp đến độ nào? Mỗi buổi chiều cứ đúng 4 giờ là tía phải chở cô ta trên chiếc xe đạp cọc cạch. Hai đứa chạy giữa đường làng. Có những khi trời đổ mưa, nhưng đúng 4 giờ là tía phải đến đón cô ấy. Ấy thế mà khi tụi cô ta lên rồi, cô ta đành đoạn cô ta bỏ tía. Cô ta cũng làm nghệ sĩ luôn hả ông? Không. Chứ làm gì? Bán vé số giả. Tội nghiệp bà mẹ nó. Làm ngồi nghe muốn chết à? Bán vé số dạo mà lên gì ông nội? Nó lên đại lý. Trời đất ơi. Vậy chứ 4 giờ chiều chở lo sự nghiệp mà lo cái gì? Đi mua giấy giò. Mua giấy giò tao 4 rưỡi lần cha. 4 giờ tao phải chờ đó. Đạp tới nơi 4 rưỡi vé giò ra là vừa. Trời ơi. Mẹ già nó đâm hơi thiệt. Tôi bó tay luôn nha ông nha tư tận. Giờ phút này con nó đang buồn mà nói chuyện tình cảm của ông là sao? Tránh ra. Tôi an ủi nó coi. Nữa à. Tuân à, ý dì Tám là sao? Dì muốn con phải anh hùng lên. Tại vì mày là đàn ông con trai mà. Bây giờ nó có đem thiệp cưới đặt trước mặt con cười tươi lên cho ta. Mày dỡ thiệp cưới đi, mày đọc trước mặt nó luôn cho ta. Để tôi đọc luôn nghe không? À, bây giờ nè. Đây nè, tôi nói cho bà nghe nè. Đọc để bà từ từ bà đọc. Bây giờ tía nói con nghe. Cái chuyện như vậy đây mà con còn buồn để làm gì? Tía thấy nó mồ côi, tía thương nó, tía lo cho nó. Ha? Tới giờ này nó còn chưa nghĩ tới cái nghĩa mà. Cái tình thì ăn thua gì thì đó. Quên nó đi. Quên đi con ơi, cái thứ mà không có tình nghĩa đúng không ông? Bây giờ bà đọc cái thiệp đám cưới đây cho nó chai lì đi giùm tôi cái đi. Thiệp cưới đó mời con cười. Cười tươi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Mở thiệp cưới ra đọc luôn. Cô dâu, bành thì lộ liễu. Cái ô cột. Không phải. Gì? Không phải bành thì lộ liễu. Ủa chứ nó tên gì liễu ta? Nguyễn Hoa Liễu. Nguyễn Hoa Liễu. À, biết rồi. Gì? Ông. Cô dâu tên Nguyễn Hoa Liễu. À. Chà. Chắc này chú rể tên Lê Giang Mai lắm. Hai này cưới nhau về chắc đẻ rắc IV quá. Tôi giải liền á. Tôi giải cho con cái tên đó luôn. Ủa, mày ghét mà ghét cho đẻ ra vậy luôn đi. Giận quá mà. Ừ. Yên tâm đi con, rồi đây Tám sẽ làm mai cho con một đứa con gái khác đẹp hơn nhiều. Yên tâm đi. Ừ. Biết làm mai ai không? Con Gula nè.
Gôn, gôn biết không, biết gôn không? Gôn là con nào? Trời ơi, bây giờ tính đây lú sinh ngữ không? Gôn nó là tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là khung thành. Gôn, khung thành. Con nào ở đây mà tên khung thành, từ xưa giờ thành tên đàn ông mà con. Trời mẹ ơi, khung thành là thanh khùng đó. Bắt tay với tôi một cái đó hả? Cảm ơn. Hợp với thằng này. Tới bây giờ tôi mới thấy bà làm mai con thanh khùng là hợp với thằng này. Bị đó, nó khùng, nó không nhìn ra cái nhan sắc thằng này đó. Hiểu không? Thằng con ông nó xấu quá mà. Mày con tao mà mày không có giống một cái nét đẹp nào trên gương mặt của tao hết. Con giống bà đúng rồi, con đâu phải con ba. Mày nói gì bậy vậy? Tao quánh chết cha mày nha. Chứ lúc má mất má nói nè. Nói cái gì? Con là con của chú Tư hàng xóm. Gì vậy? Từ từ ông ơi, có gì từ từ nói. Trời ơi, một sự lừa dối. Ôi, một sự lừa dối. Trời ơi, đến giờ này 20 mấy năm tôi mới biết sự lừa dối của vợ tôi. Mày xạo. Tao khẳng định là mày với ổng là cha con ruột. Sao tao biết? Hú y chang nhau. Tao nói hai cha con mà xấu bánh nhà lòng, mà xấu y chang nhau luôn à. Ngu mày ngu. Đưa cái nhan sắc ra làm chi cho bà mạt xác luôn nguyên một gia đình. Tại con quên, con giận quá. Mày quên cái gì vậy? Con giận quá nên nói vậy thôi. Mày giận người ngu. Mày giận người mày moi cái nhan sắc ra cho người ta chửi cả nhà mình. Xin lỗi mà. Mỏ hai cha con chị y chang nhau. Nè, con giống luôn á. Trời, tao nói xấu gì mà xấu cả làng, cả xóm, xấu cả dòng họ luôn à. Xấu mà không nhường cha xấu. Lợi dụng tôi đang giận. Đá lòng nheo cua tôi hả? Trời ơi. Còn mấy cọng á, để chớp cản bụi đi. Cha ơi là cha. Sợ lắm. Sợ lắm khi yêu ai. Chắc tốn thiếu tiền nó quay lại đầu. Để đập hơi. Tặng tật tiếng dai. Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình anh đó luôn nồng cháy. Cô về đây làm gì nữa? Sao cô không đi đi? Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền để lăn xê cho cô đâu. Cô đi theo ông đạo diễn kia đi. Cô đi đi. Sợ lắm câu mong chờ. Trời ơi, tao tức mày quá Tuấn ơi. Cái chuyện nó bỏ mày nó theo ông đạo diễn mà mày nói nhỏ nhẹ vậy là sao? Tránh ra, để tao xử con này. Con ơi, con nghiệp đến lắm con ơi. Mấy nay con bỏ nó, nó mất ăn mất ngủ con ơi. Đừng có bỏ nó nữa nha con, quay về. Con mẹ máu son. Cái gì vậy? Chửi mà chửi vậy hả? Hai cô cháu mày đang hát phải không? Chửi là phải chửi như vậy nè, té tát trong mặt nó mới vừa lòng tao. Trời ơi, cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Tôi nhìn cái mặt đó tôi thương quá, tôi chửi không được. Trời ơi, thôi thì có cái gì á, từ từ nói, già rồi đừng có giận lên máu nghe chưa. Sao nói chuyện với tôi thì quay cái mặt ra đây đi. Quay cái mặt ra đây nói chuyện với tôi nè. Nó kẹt mẹ cái đầu trong này rồi. Trời ơi, chi mà nhí nhảnh ra coi. Tôi rút ra coi. Đó, thấy chưa? Nhí nhà nhí nhảnh nè. Mày về đây để làm gì nữa? Mày về để cho Tuấn nó buồn thêm hả? Cô là cái người giống ơn bội nghĩa. Thôi cô đi đi, cô quay về đây làm cái gì nữa? Tôi nói rồi đi đi, trời cái mặt nhìn là thấy ghét rồi. Đi. Đừng chửi nữa. Chửi nữa nó cũng đi thôi. Ông ơi ông. Đừng an ủi tôi để cho tôi không đi. Ông ơi nhìn kìa. Mà còn nó ác ghê chưa? Trước khi nó đi nó còn đem rác ra nó xả trong nhà tôi để cho tôi quét. Nó muốn hành hạ cái thân già này mà trời ơi. Em mới bay rồi. Còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm câu mong chờ. Phải em mới bay không? Không giờ có đi máy bay đâu ấy. Có chuyện nè, máy bay nè. Từng đêm hả? Ướt hết bờ máy bay. Nếu không có cái hình này cha tôi cũng biết cái này là vẫn trong tim dần nhạt phai mặc thời gian anh vậy vẫn là nó nhiều ở đây với mất yêu. Ngày mai chúng ta
sánh vai trên con đường dài. Buồn ra. Tôi nói buông ra. Dạ, dạ tụi con buông rồi. Nói cha già này nè. Làm quá à. Cái tên liều rồi ôm luôn ha. Liều hả? Con trời ơi. Thằng này quen. Quen quá. Ai 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 ai. Đúng rồi. Đạo diễn. Trời ơi. Đạo diễn. Ở ngoài nó đẹp hơn ở trong. Trời ơi. Bây giờ sao ông ơi, tính sao? Trời ơi, phải ra càng. Chào con. Dạ. Con là đạo diễn phải không? Dạ. Mời con vô ngồi. Dạ, mời con vô ngồi. Dạ. Ngồi chơi đi con. Ngồi chơi. Trời ông ơi, nó là đạo diễn, nó là cái người tình địch của con trai ông mà mời nó vô ngồi là sao? Ngu, con gái là ấy không có qua ngọn cỏ, ta đóng cửa ta quánh thấy mẹ nó luôn. Cha già ốm mà cao kiến thiệt. Bác ạ. À. Đạo diễn không? Dạ đúng ạ. Cậu là người dù con Liễu đi theo cậu phải không? Dạ, đi theo làm âm binh để lăng xê gì phải không? Dạ, cậu la gì là cậu phá gia tan gì khác cậu biết không? Má ơi, con không phải bác. Má nóng lên, xăng lên rồi thấy không? Bà thấy chồng cuốn này, mặc dù tao không biết chữ nhưng mà tao vẫn thấy được cái hình. Mày xuống dưới quê tao làm sao mày lộn được mày? Dạ. Tại sao vậy? Hả? Bác ơi. Tại sao mày lợi dụng cái niềm đam mê của nó rồi mày dụ dỗ nó? Bác bình tĩnh nghe con nói bác ơi. Dạ. Bác, con bữa nay con đến đây á là con muốn giải thích với bác một chuyện á. Giải thích cái gì? Dạ. Muốn giải thích cứ ngồi xuống giải thích. Dạ. Giải thích không xong thì mày không yên với tao đâu. Mày thấy hai cái ống Nguyễn mày là ổng là mày ngán chưa? Ổng không? Con biết rồi ạ. Dạ bác ơi, chắc trong thời gian qua gia đình hiểu lầm con lắm mà. Dạ sự thật là con với Liễu không có một chuyện gì hết bác à. Không có chuyện gì là không có chuyện gì, mày nói đi. Dạ, sự thật mày đó. Thấy cái này không? Cá lóc nướng tui nó còn sợ cái giò tao đó. Trời ơi, cái giò gớm quá, kéo xuống đi khoe hoài. Biết rồi. Dạ bác ơi, bác nghe con nói một lần thôi bác. Nói đi. Dạ, đúng là một dịp tình cờ, con về quê chơi thì con phát hiện được là Liễu hát rất là hay, Liễu rất có khả năng. Ở trong quá trình tiếp xúc thì con biết Liễu rất là đam mê nghề, nên con muốn giúp đỡ Liễu vậy thôi, chứ con đâu có ý gì đâu bác. Mày đừng có sao mày. Nếu bác không tin, bác có thể đưa anh Tấn đi lên với Liễu với con lên Sài Gòn. Mày đi lừa tao. Mày đưa thằng này lên rồi mày lợi dụng mày bự con nó rồi mày quánh mày giết con tao ở trên Sài Gòn là tao làm sao tao biết được. Bác à. Tao nói cho mày nghe nha. Không phải ở dưới quê rồi không biết cái gì. Hả? Tao nghe nhiều lắm rồi. Mấy người đạo diễn như tụi bay á, cứ lợi dụng cái niềm đam mê của người khác. Rồi à. Hại con người ta. Xong xuôi rồi bỏ lơ bỏ lửng đó. Bác ơi, bác quên đủ cái nắm về tội nghiệp tụi con lắm bác. Nghề đạo diễn cũng như mấy nghề khác, cũng người này người kia mà bác. Với lại con thật lòng cũng muốn giúp đỡ Liễu mà. Ngồi xuống đi. Ai cho đứng lên. Bà thấy sao? Thấy cái mặt thằng này nó cũng thành thật á. Không đến nổi đâu. Không có gian như ông. Sợ bà bên tay vậy. Mẹ cứ đâm xuồng bế hoài. Được, tin nó đi ha. Không thấy sao? Nói thiệt ha. Dạ thiệt. Bác xin lỗi con. Hiền. Tại vì bác nuôi con Liễu từ nhỏ tới lớn. Dạ. Với lại bác mong muốn nó làm dâu nhà bác. Dạ. Đó. Thành thử ra đôi khi bác bức xúc với lại thấy con mình nó đau khổ, mình đâu có vui vẻ gì được. Dạ. Ha. Hiểu lầm đó con. Cảm ơn à. Con nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn cái sự nhiệt tình của đó, con. Con mà con lăn xê cho nó sau này mà thành một tài năng trẻ là trời ơi, cảm ơn con lắm luôn á. Dạ. Rồi sau này con xuống đây chơi bất cứ lúc nào cũng được ha. Dạ dạ. Thôi được rồi. À, bây giờ dạ. Là thôi nói tình phòng phòng, chú đừng giận tôi. À, bác nói cho chú nghe vậy nè. Thôi mấy để cho ông Tuấn tôi đi theo con Liễu. Dạ. Bị con gái đi mình cũng không nên. Dạ vậy cũng được phải không? Thôi thì để chờ mà, tôi ai, đi là phải có vé máy bay nha ông. Tốn tiền à. Yên tâm đi. Trời ơi. Sao? Đất ruộng tôi bộn bề. Tôi bán thêm xào ruộng, mua thêm cái vé máy bay cho ông Tuấn. Có một cái vé ăn thua gì bà. Ừ. Ba ơi, hai vé lần ba. Thôi ba không có đi đâu, tao còn ở đây coi nhà coi cửa coi ruộng coi nương, mua chi hai cái phí tiền. Không có, tại lúc nãy con lỡ xé mất một cái rồi. Cú này là tới hai xào ruộng luôn à.